Hello cả nhà, đây là cái thao thức ăn cho cá đây cả nhà ơi. Hồi nãy là Trang bỏ trong đây là 2kg bả đậu, quên 2k bả đậu cả nhà. 2k bả đậu này nè cả nhà, Trang múc một lần là 2k bả đậu, 1k chế phẩm. 2k bả đậu này nó tương đương vào 3kg, Trang có cân rồi nha cả nhà. 2k bả đậu là 3kg, 1k chế phẩm thì nó cũng rơi vào tầm 1,5kg nữa là 4,5kg đến 5kg cả nhà. Trung bình là cái bả đậu và chế phẩm là đành 5kg thì Trang sẽ bỏ là 3 lạng bột lá gòn. Thì Trang sẽ trộn được cái hỗn hợp để mình làm cái cho cá rô ăn đây, cái rô đồng ăn đây. Đây cả nhà. Thì cả nhà nhìn xem nha, khi mà Trang trộn thì Trang sẽ trộn một cái thau lớn để mình trộn cho nó dễ. Khi trộn xong thì Trang sẽ chiết một cái thau nhỏ này để mình bưng ra ngoài cho cá ăn thôi. Rồi cho heo ăn cũng vậy cả nhà. Chứ heo răng thì Trang cũng làm tương tự như vậy luôn. Thì đây là cái xô để Trang cho heo ăn đây. Đây, Trang cũng sẽ múc 2k bả đậu cả nhà. Cái này nó ăn rất là mê rồi. Phối trộn cho heo ăn thì Trang cũng làm tương tự như là Lan Trang làm cái Trang làm tương tự như là cái làm cho cá ăn nha cả nhà. Thì Trang cũng là trộn là 2k bả đậu, 1k chế phẩm, 1k chế phẩm cù lĩnh đen nha. Cho cá hoặc là cho heo ăn Trang đều lấy chế phẩm cù lĩnh đen hết cả nhà. Dạ, chế phẩm này gần hết rồi đấy. Đây là cái phần chế phẩm của Trang, rất là thơm. Đấy, cái công thức mà Trang trộn cho cá hoặc là cho heo ăn nó giống nhau luôn cả nhà. Cứ 2k bả đậu là 1k chế phẩm. Thì chỉ có khác nhau là cái ca cho heo ăn thì Trang trộn cái cám heo, thêm cái cám heo con. Thì Trang trộn thêm nửa cám heo con khi Trang ngâm nước. Rồi Trang sẽ hòa quyện lại cho nó hơi loãng ra cho heo nó uống thôi. Còn cái thức ăn cho cá thì Trang lại làm thêm 3 lạng bột gòn để cho nó kết dính cho cá ăn thôi. Nó rất giống nhau nha cả nhà. Rồi cả nhà theo Trang ra cho Trang làm cái cám heo cho cả nhà xem nha. Cả nhà nhìn thấy nè, cái máng không còn cái gì hết. Không còn cái gì hết. Thì bây giờ Trang sẽ chia sẻ cho cả nhà mình là Trang phối trộn thêm cái cám heo như thế nào nha. Thì ở đây thì Trang đã chuẩn bị sẵn. Hồi nãy Trang vô Trang là Trang múc cái bả đậu với cái chế phẩm thì Trang đã chuẩn bị sẵn. Ở đây là Trang múc là nửa cái cám heo đây. Nửa cái cám heo con Trang ngâm đây nè cả nhà. Đó, Trang ngâm đây nè. Trang ngâm chút xíu Trang chờ nó nở hết luôn cả nhà. Trang cho nó nở hết luôn thì Trang sẽ Trang ngâm cái thao đó chắc cũng được 3 kg nước á. Nửa ký cám thì 3 kg nước nha. Thì khi đó thì mình mới đổ vô cái thùng này được. Cái thùng này thì hồi nãy thì đại dây là 5kg rồi. 2kg bả đậu, 3kg, 2k bả đậu với 1k chế phẩm nó cũng tương đương 5kg. 5kg thì cái kia nữa thì bỏ vô nó cũng là được 8kg cả nha. Hòa quyện khoảng 8kg thôi. 8kg thì Trang cho 11 cái con heo này ăn nè. Nó là nửa xô đó cả nha. Thì chắc chắn Trang sẽ cho nó ăn dần, tăng dần lên. Tại vì khi mà heo nó lớn thì nó ăn nhiều hơn thì Trang sẽ tăng dần cái độ ăn lên. Thì bữa nay Trang bắt đầu cho ăn khoảng tầm 8kg thôi cả nhà. Cá cũng vậy, cá thì mới đầu thì Trang chỉ cho ăn khoảng tầm mọi thứ bữa đầu các bạn thấy nha. Trang cho ăn đầu tiên cá về thì cho ăn 1kg bả đậu, 1kg chế phẩm. Nhưng mà qua bữa sau thì Trang đã tăng lên là 2kg bả đậu, 1kg chế phẩm. Bữa nay thì Trang lại tăng lên là 3kg bả đậu, 1,5kg chế phẩm. Trang sẽ tăng dần lên để cho thích hợp với con cá mình nó lớn. Bữa nay nó lớn rất là nhanh cả nha. Lớn rất là nhanh luôn. Hôm nào để xả cái hồ nước Trang sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đó, để cho xíu nữa Trang sẽ đổ heo ăn cho cả nhà xem nha. Tại vì bây giờ Trang phải cho cá ăn trước.
nhà nhìn kỹ thì cực kỹ thấy cá nè. Cả nhà nhìn kỹ lên cho thấy cá nè. Sớm muộn cái điện thoại này cũng sẽ bị rớt dưới nước. Đó, cả nhà nhìn thấy nha. Khi mình ra là cá nó sẽ đi theo rất là dễ thương luôn. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu mình cho cá ăn đây. Cả nhà chờ mình tí nha, mình sẽ dò tự nhiên để cho nó ăn. Hên quá, có ông xã ra phụ rồi. Ông xã lại dò cho cá ăn đi ông xã. Đây chăn dò mấy cái cục xôi nước. Cái gốc đó em thả rồi, mấy ngày thôi em thả rồi đó. Đây được rồi, đừng thả nhiều quá, nó thấy hết, thả hết về cục nữa. Nhiều quá nó như là tâm bọc. Có ông xã vô để cho cá ăn thì Trang sẽ quay về cả nhà xem dễ hơn. Em lấy cái bã đậu của úi dâu vô mặt em. Lấy cái bã đậu mới lấy về á, nó có nước nhiều mình nó dễ dính hơn không hả? Ừ. Nó dễ dính hơn. Bỏ vô với chế phẩm đánh lên trước. Xong rồi bỏ bã đậu vô rút trở lại. Rồi thì mấy cục nó đi. Vậy thôi hả? Hả? Gốc này bỏ rồi phải không? Có gốc này à. Còn gốc này là được. Gốc trong đó anh để túi trọng sao để. Gốc này em thấy anh chưa bỏ luôn mà. Anh mới dục ba cục đầu này à. Gốc này chưa bỏ nè. Bữa nay em dò viên nhỏ nhỏ rồi đó. Còn bên ba có không anh? Còn không? Ba cám dục đó sâu với sâu. Sau em vớt hết cái sâu sâu cho ăn nữa rồi đó. Hết sạch luôn rồi đó. Ăn nữa hả? Ừ. Cho ăn sau đến nó quen rồi chứ phẩm không thèm ngó tới. Chẳng thà nhịn đói chứ không anh. Hả? À, chút xíu bà gửi cái cá sặc lên đó. Đang gửi. Bà kêu có 4kg của em. Hồi lấy chi 4kg. Cá sặc này thả chung đây luôn. Ừ thì bà kêu cá sặc thả chung có rơi cho nó ăn đằng đái mà. Trang mua bữa hổm người ta kêu người ta gửi cho hai cái cá sặc nữa các bạn, Trang mua là 15kg cá rô đồng. Ở đây là người ta bán 120kg cá rô đồng các bạn. Và còn cá sặc thì người ta bán 150. Cá sặc thì tho người ta kêu nuôi chung để cho nó dãy nó ăn cái lớp cặn ở dưới đó nha. Còn ba cũng vậy, ba Trang cũng có thả thêm một ít cái cá chi tượng. Ba thì Trang thả thêm một ít cá chi tượng vô luôn đó nha. Đó. Chế phẩm Trang bỏ rất là ít luôn, nó ăn cũng rất là ít cả nha. Nó cũng ăn nhưng mà ăn ít lắm. Nó ăn ít lắm, nó chỉ mê rùi nó đen thôi. Đòi ăn rồi đó, mấy chú heo đòi ăn rồi đó. Còn mấy cái 4:30 mà ăn cái gì từ từ. Ê có bột gòn đóng ơi đừng heo con. Biết heo con nó có ăn được hay không? Ăn tầm bậy. Lạ. Anh đổ cái thau vô nè anh. Anh đổ cái thau vô em. Anh đổ thau cám vô cái thùng này nè. Thùng nào? Thùng đỏ kìa, thau cám đó, quậy lên. Quậy lấy thau quậy lên cho nó tan ra. Cám á, em ngâm nửa cái cám như đó nước á. 2k bả đậu, 1k chế phẩm. Một lần cho có nửa ký lận hả? Hả? Chưa đâu có lần cần em tắm nửa ký cám đâu. Người ta đang ăn nửa ký, mình cho ăn từ từ đi. Nước đâu? Nước chi nữa vậy thôi. Nước cá cái này hả? Để đi kể nó, tỏi hả? Cho ăn á hả? Quậy lên, cho ăn cao thôi, đừng cho nhiều. Cho nhiều quá ấy, cho ăn cao, cho từ cho ăn hết cái độ, từ. Cái này như hơi đặc. Ừ, vậy thôi, sệt sệt vậy được rồi. Không cần lỏng đâu, mình bả đậu mà cần gì lỏng. Đều không? Đều rồi. À, vậy là đừng nhẹ nhẹ. Không đủ, anh lên múc ra nữa để đầu ngoài đầu trong này nữa. Một chùm sao được. Anh này. Trời ơi, bây giờ nó dành còn hơn là hồi nãy nó không. Em qua đây quay cho cái nhà xem cho nó dễ. Đầu kia một cái nữa. Nó dậy ra hỏi sao mà không ấy ra.
đổ vô giữa giữa thì được rồi, rồi. Chế đại xuống đi. Cả nhà nhìn thấy không? Đây là bữa ăn buổi chiều, sáng hôm qua cho Trang một lần, giờ chiều này Trang một lần. Tại nó dăng cái mặt anh vậy, mất hồn quá nhở. Trơn á. Cả nhà nhìn mê chưa? Đây là lần tập cho ăn lần thứ hai thôi mà đã ăn mê như vậy cả nhà. Rất là ok luôn nha. Và cả nhà mình lưu ý nha, khi cả nhà tắm heo xong rồi thì tắm heo xong rồi cả nhà mình cái nền nó vừa hơi khô rồi, cả nhà mình lấy men vi sinh tạt sơ lên trên nền cái, tạt chừng 2 ca thôi, cả con heo luôn mình tạt lên luôn thì nó sẽ không có mùi nha, chuồng heo mình nó không có mùi luôn. Anh nghe mùi không? Thấy không? Hay không? Bởi em nói anh sợ hôi. Tạt lên này đó, em để thùng vi sinh sẵn luôn á, tạt lên heo luôn. Và đây để Trang quay cái phân của nó đi cho cả nhà xem nha. Trang cũng không tin đâu, nếu thực sự là Trang không xuống với thầy Hùng Lưỡi Đen thì Trang sẽ không dám nuôi heo đâu cả nhà. Thực sự là Trang ở dân cư, Trang không dám nuôi heo đâu cả nhà, nhìn xem nè. Nó ăn từ sáng đến giờ mà đi phân rất là ít, cực kỳ là ít nha cả nhà. Mà cả nhà nhìn thấy Trang cho ăn cũng rất là nhiều. Nửa xô đó thì nó tầm 10 kg, 10 con một con nó ăn tầm 1 kg chứ không phải ít đâu, nhưng mà đi phân rất là ít. Tại vì hôm Trang đi xuống thầy Hùng Rùi Ảnh Đen á, cả nhà nhìn thấy Trang xuống dưới, Trang thấy rất là ngộ. Tại sao vịt ăn rất là nhiều, nuôi mấy ngàn con vịt mà vô chuồng vịt không hề có một miếng nào mùi vịt hết, và cũng không thấy phân ở đâu nữa. Thì thầy cũng, chú Trang cũng nói là sáng ra mấy anh chị đi tìm phân tiêu đề, rất là nhìn nó rất là mất cười cả nhà. Nhưng mà thực sự là như vậy luôn. Thì nghe lời thầy, Trang mới mạnh dạn về nhà đầu tư heo các bạn. Thực sự cái ao này là Trang, cái chuồng này là Trang để làm cái ao cá. Các bạn nhìn thấy Trang cũng làm một cái thềm lên hết rồi, Trang để nuôi cá hoặc nuôi ba thôi chứ Trang không nghĩ là nuôi heo. Nhưng mà khi mà Trang thấy thầy áp dụng vô cái đàn vịt của mình cực kỳ tuyệt vời luôn, không hề có miếng mùi hôi lên, nên Trang đã về mạnh dạn Trang dám đầu tư heo nha các bạn. Chứ thực ra không dám đâu. Tại vì ở bên hông cặp nhà Trang là có cái nhà của hàng xóm. Các bạn nhìn thấy Trang phải lấy hết tất cả cái bạc, Trang phải dâng lại hết nè. Trang sợ ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, Trang phải làm trước cái bước này rồi Trang mới dám mà dặn nuôi heo luôn các bạn. Thì khi mà con sáng Trang cho heo, bắt heo về hôi lắm các bạn, hôi cực kỳ luôn. Khi mà Trang vừa bắt heo về, cái mùi heo hôi khó chịu lắm. Thậm chí mà ôm nó xuống không mày, có một con Trang ôm một con thôi, ông xã ôm hết nhưng ôm một con thôi, nhưng mà Trang nghe cái mùi nó rất là hôi. Xong heo về tới, Trang tắm heo xong hết rồi các bạn, Trang sẽ tạt rồi vi sinh lên, Trang tạt sơ lên trên chuồng thôi các bạn. Trang tạt sơ lên chuồng và tạt bạc lên cả con heo luôn. Nếu mà nguyên cái chuồng của Trang tạt tầm 3 căn vi sinh, nó cỡ tầm 3 kg vi sinh, nó không có nhiều tiền các bạn. 3 kg nước phêm cấp 2 thì nó tầm 3.000 đồng thôi, nhưng mà nó vệ sinh được tiêu khuẩn và nó không có mùi chuồng trại luôn nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy heo nó ăn hết rồi nè, Trang phải đổ thêm cho nó ăn đây. Tuyệt vời chưa, cả nhà thấy tuyệt vời chưa? Tập ăn lần thứ hai thôi mà ăn đó. Buổi sáng đổ không thèm ăn luôn, bây giờ ăn nhiều cái gì nè, mê chưa cả nhà ơi. Đó, cả nhà chờ Trang xíu nha, Trang qua đổ thêm cho nó ăn. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!